Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Tiền Thành. Thì hôm nay có bàn giao cái máy ép cắm viên S186 và giới thiệu qua cho bà con cái dòng mới là dòng S196 4 lô luôn cho bác khách ở Tự Lập Mê Linh Hà Nội. Thì bác có chuẩn bị một số cám cám bột ngô đây. Thì và một ít cám bột gạo nữa thì để pha trộn ép thành viên. Rất rộng nha bà con nhé. Đấy, ba dòng S186 thì trên kênh Điện Máy Cường Linh bà con cũng xem rất là nhiều rồi. Thì máy sử dụng 3 lô ép. Còn đối với cái dòng S196 đời mới thì nó sử dụng 4 lô. Đấy, một khác cải tiến một chút so với cái dòng S186 thì nó sẽ tăng lên cái phần lô ép thôi. Đấy, còn lại thì máy về phần hộp số, phần trục truyền động thì nó sẽ giống nhau. Sử dụng đều chung motor là 3.5 kW điện một pha. Tốc độ vòng tua là 1450 vòng một phút. Hộp số của những cái dòng điện ép cám bên Điện Máy Cường Linh thì nó sẽ chung là dòng hộp số bằng thép. Và sử dụng phần cầu sau này là cầu sau của ô tô, rất là bền, cũng như là nó tránh được cái hiện tượng nó bị chảy nhớt ở phần trục. Một số cái dòng đời cũ như dòng S150 và dòng S160 thì nó sẽ sử dụng cái phần bấn răng. Bấn răng thì nó sẽ hay gặp cái hiện tượng nó bị chảy nhớt ở phần trục số. Còn đối với cái dòng đời mới thì nó sẽ không gặp hiện tượng đấy. Còn đối với cái dòng trục hộp số bằng thép thì nó sẽ có đồng hồ báo nhớt cho bà con đầy đủ, vô cùng yên tâm. Còn công suất của nó thì từ 1 giờ từ 150 đến 180 kg. Còn đối với cái dòng đời mới, cái dòng S196 này thì công suất cho nó sẽ nâng lên tầm 10 đến 20 kg một giờ nữa so với những cái dòng S186. Thì nó sẽ phù hợp cho bà con nào cần nâng cấp cái phần công suất nhưng mà vẫn muốn sử dụng cái dòng điện một pha. Ba dòng máy cho bà con. Bà con nào thích dây cu loa thì có dây cu loa, còn bà con nào thích sử dụng trục các đăng ô tô thì có trục các đăng. Đây, dây cu loa thì nó sẽ sử dụng 2 dây nhá. Đây, 2 dây bản B. Và ngô hạt thì vẫn được. Hoạt được. Dây điện, vâng. Đấy thì có bạn kỹ thuật đã trộn một phần cám ngô và cám gạo cho bà con rồi với tỷ lệ độ ẩm từ 7 đến 9%. Thì sau đây sẽ bật điện lên cho bà con cùng êm nha bà con. Với cái dòng trục các đăng này thì nó chạy rất êm. Cái này nó chạy lên một lúc là nó nóng mà không bắt này ra. Và đúng rồi, tại vì là sắt nó đập với sắt thì nó sẽ có tiếng. Quả lô này, cái này anh Thân điều chỉnh qua nhé, tại vì con kia em điều chỉnh rồi, con này chưa.
Đấy, sau đấy test thử cho bà con cái dòng chạy dây cu loa luôn. Quay, quay ngang máy ra thử. Cái này là cám, cái này là cám, tức là nó khi mà nó cắt cái da nó cắt qua nó sẽ có cám vụn, thì nó phải có hai cái lỗ hai bên để nó thoát cái cám vụn đấy đi. Nguyên lý. Vâng. Đỡ phải đưa ống đây. Độ ẩm hơi cao, cái này độ độ hơi cao. Cái này đấy thì thao tác bà con điều chỉnh quả lô ở đây nhá. Đấy, mình sử dụng cái quần lê 17 kèm theo máy, điều chỉnh sao ba quả lô quay đều được. Đấy thì máy S186 chạy dưới cu loa lắp sàng 3 ly đây. Bà con có thể thấy được cái công suất nó ra cũng rất là nhanh nha bà con nhé. Và viên cám thì rất là đẹp. Đấy, đối với viên cám 3 ly này. Đấy, viên cám 3 ly thì bà con có thể cho được tiếp gà vịt hoặc là lợn nó ăn được luôn. Rất là đẹp như thế này. Con này là bây giờ đổ cắt thử đấy, đổ cắt thử đấy, chứ không phải là ấy. Tại vì là khi mà gửi đi này nó phải rút ra. Thời tiết thế này bác giải ra một thứ là nó cứng nhét luôn.